Thưa quý vị, chiều qua ngày 21 tháng 10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre tổ chức họp trực tuyến giao ban với Ban chỉ đạo các huyện, thành phố nhằm đánh giá công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Ông Lê Đức Thọ, Bí thư tỉnh ủy, bà Hồ Thị Quang Yến, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh hiện nay đang được kiểm soát. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo nhấn mạnh cần giám sát chặt chẽ các ổ dịch cũ, vì vẫn còn nguy cơ bùng phát dịch trở lại, vẫn còn F0 là tài xế, phụ xế và ở cộng đồng không rõ nguồn lây. Người về từ ngoài tỉnh nhiều, nguy cơ bùng phát dịch cao nếu quản lý không chặt chẽ công tác cách ly. Trong giai đoạn thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, các địa phương đã phản ánh tình hình dịch bệnh, những hạn chế và khó khăn trong công tác phòng ngừa, truy vết những trường hợp F0. Hiện các địa phương đang tiếp tục tiêm phòng COVID-19 và trả mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1. Người dân không còn tâm lý lựa chọn vaccine tiêm như trước, gói an sinh xã hội cho người dân đang được giải quyết gấp rút, phục hồi sản xuất phát triển kinh tế xã hội đang diễn ra theo kế hoạch. Dư luận quần chúng nhân dân phấn khởi, đồng tình khi được quay lại cuộc sống bình thường mới. Thời gian tới, công tác phòng chống dịch được các thành viên ban chỉ đạo góp ý là cần tiếp tục thực hiện tiêm vaccine cho giáo viên, nắm số lượng học sinh trong độ tuổi tiêm chủng theo quy định, thực hiện giãn cách rút gọn chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi học trực tuyến và bổ sung kiến thức, sẵn sàng cơ sở vật chất để học sinh quay lại học trực tiếp một cách an toàn. Trong lĩnh vực nông nghiệp, cần lên kế hoạch giải quyết vấn đề xâm nhập mặn vào cuối năm để đảm bảo đời sống và sản xuất cho người dân, kiểm soát dịch bệnh trong chăn nuôi và trồng trọt. Lĩnh vực công thương tiếp tục tăng cường kiểm tra giá phân bón, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông sản vượt qua mùa dịch. Để đề nghị các đồng chí ở các ngành về các địa phương ở trong ban chỉ đạo chúng ta các đồng chí tiếp tục nắm vững về những cái nội dung của tinh thần nghị quyết 128 của chính phủ. Cái đợt mà chuyển đổi lần này của chúng ta sang cái giai đoạn mới, chúng ta chủ đề là chủ động thích ứng, linh hoạt, an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Đấy, nó là cái từ đó đã được đúc kết là rất là rõ rồi. Các địa phương, các tỉnh thành phố là phải thực hiện đúng chỉ đạo chính phủ, chứ không có quy định thêm, không có thêm giấy phép, không có thêm những cái quy định khác nữa. Và nếu quy định có chỗ nào cần phải quy định cao hơn là phải xin phép chính phủ đồng ý mới được làm. Trong cái điều kiện hiện nay thì chúng ta vẫn tiếp tục phát sinh các cái F0, thì cái này nằm trong kế hoạch, trong dự báo thôi. Thế thì nó có cả nguồn từ trong khu cách ly phong tỏa, cả cái nguồn từ ngoài cộng đồng, rồi nguồn từ ngoài tỉnh về. Cho nên chúng ta tiếp tục nắm bắt cái tình hình thì chúng ta chủ động, linh hoạt, ứng phó, ứng xử. Chúng ta cũng không chủ quan lơ là được, vẫn phải tiếp tục nâng cao cái ý thức, cảnh giác, rồi tập trung cho cái việc phòng chống, kiểm soát được tốt cái dịch bệnh. Đồng thời là chủ động và linh hoạt cũng như là bình tĩnh trong việc xử lý khi có các tình huống phát sinh. Và tiếp tục phải nâng cao cái năng lực về lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí ở các cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành. Thế rồi là năng lực quản lý vận hành xã hội của chúng ta thông qua hệ thống thông tin, thông qua nắm bắt tình hình, thông qua lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách kịp thời. Đồng thời phải tiếp tục tuyên truyền vận động để nâng cao cái ý thức trách nhiệm của người dân của chúng ta. Người dân chủ động, tích cực tham gia trong phòng chống kiểm soát dịch bệnh và trong phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời đặc biệt quan tâm đến việc tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong tình hình mới. Tổ COVID cộng đồng phải chủ động bám sát địa bàn, tuyên truyền động viên, giám sát người dân để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, góp phần đưa toàn tỉnh quay lại cuộc sống bình thường mới, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội.